Cùng với các hoạt động chuyên môn, những năm qua, các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã chú trọng xây dựng cảnh quan, qua đó tạo môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, tạo không gian giúp học sinh học tập tốt hơn. Không gian thoáng đãng và nhiều không gian xanh là cảm nhận chung khi bước chân vào các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Những năm qua, ban giám hiệu các nhà trường đã huy động các nguồn lực để xây dựng mô hình trường học thư viện xanh, bố trí lớp học thân thiện. Việc bố trí một không gian riêng biệt cho học sinh vui chơi, sinh hoạt, học tập sẽ giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, kích thích sự đam mê học tập. Hoạt động giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm cũng được thực hiện theo các chủ đề, chủ điểm hàng tháng, giúp trẻ phát triển và rèn luyện các kỹ năng phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ tạo không gian xanh cho trường học, giúp học sinh vui thích đến trường và được tận hưởng một môi trường lành mạnh, việc xây dựng trường học xanh còn giúp các nhà trường có thêm học liệu để thực hiện tốt các chuyên đề về giáo dục môi trường và tổ chức các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn hơn, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.